Vlog mới của Khoa Bóp xuất hiện tình trạng lạ có liên quan đến cô bạn gái người Nhật. Sau vụ lùm xùm mất vệ sinh tuần trước, Khoa Bóp đã tái xuất với vlog mới vào tối 24 tháng 12. Trong clip này, anh chàng đã tạm biệt Alaska và Vương Phạm để đến tham quan thác nước Niagara tại biên giới Mỹ-Canada. Đồng hành trong chuyến đi này của Khoa Bóp là cô bạn gái người Nhật Mizuko. Video mới của Khoa Bóp khá yên bình, nội dung bổ ích, cảnh quay đẹp như mọi khi, nhưng netizen vẫn soi ra một chi tiết lạ. Khi chia sẻ đường link clip lên Facebook, tiêu đề video lại xuất hiện khác với mọi khi. Nhiều người để ý đây là vlog hiếm hoi của Khoa Bóp xuất hiện tình trạng tiêu đề không có dấu, ngữ nghĩa cũng khác so với tiêu đề gốc. Các clip trước đây khi share lên Facebook tiêu đề vẫn y hệt so với bản trên YouTube. Nếu thay đổi thì ít ra vẫn đủ dấu. Về vấn đề này, nhiều giả thuyết đã được netizen đưa ra. Có người cho rằng cách viết này dễ hơn cho cô bạn gái người Nhật của Khoa Bóp hiểu và viết lại, cũng như dịch sang ngôn ngữ khác. Nhiều người cho rằng giả thuyết này vô lý vì nếu muốn dịch thì có đủ dấu Google mới hiểu được. Một số người khác cho rằng có thể Khoa Bóp đang thay đổi thuật toán, hoặc khi gõ tiết chia sẻ thì đổi thiết bị, phát sinh lỗi, không có bộ gõ tiếng Việt. Suy cho cùng, mọi chi tiết lạ đều không thể qua mắt netizen, có chăng là ẩn ý như thế nào thôi. Thời gian gần đây, những ồn ào liên quan đến YouTuber Khoa Bóp và đại gia kim cương Johnny Đặng lại lắng lại dần. Bỏ qua những đấu đá trên, các người ta quan tâm không kém đó chính là khối tài sản khủng của bộ ba Khoa Bóp, Johnny Đặng, Vương Phạm. Khoa Bóp coi 30 tỷ như là rác. Khoa Bóp là hot YouTuber có 3,94 triệu người đăng ký, vẫn luôn được biết đến là một YouTuber làm clip vì đam mê. Bởi số tiền anh chàng đầu tư vào mỗi clip đăng tải trên nền tảng mạng xã hội đều không hề nhỏ một chút nào, thậm chí gấp nhiều lần thu nhập từ kênh này. Khoa Bóp tiết lộ anh và triệu phú người Mỹ gốc Việt Vương Phạm đã tậu một chiếc phi cơ riêng có giá lên tới 115 tỷ đồng. Thậm chí trước khi mua, anh không ngại chi 250 triệu đồng một giờ để thuê máy bay phản lực bay thử. Trong video, Vương Phạm cũng khẳng định phần lớn tài sản của Khoa Bóp đến từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cũng như đầu tư tiền ảo, chứ không phải YouTuber như nhiều người vẫn nghĩ. Ngoài ra, khi mới sang Mỹ, Khoa Bóp tung đoạn video ghi lại cảnh Johnny Đặng mua chiếc vòng cổ kim cương trị giá 700 triệu đô, khiến người hâm mộ mắt tròn mắt dẹt. Nổi bật nhất trong món đồ này là viên kim cương trị giá 450 triệu đô. Johnny Đặng, ông vua kim hoàng. Johnny Đặng cũng là người đam mê siêu xe đến từ những thương hiệu đắt đỏ như Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini. Ngoài ra, số liệu thống kê thì tài sản ròng mà doanh nhân gốc Việt này đang sở hữu trong tay ước tính lên tới 27 triệu đô la Mỹ, khoảng 626 tỷ đồng. Quả là một con số khủng đúng không nào? Tuy nhiên, con số này được dự đoán không dừng lại ở đó, bởi chưa kể đến bất động sản của Johnny Đặng, có thời điểm tổng khối tài sản của ông Hoàng Kim Cương còn được cho là đạt đến mức tỷ phú. Nếu thường xuyên theo dõi anh trên các nền tảng mạng xã hội, thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra anh luôn xuất hiện cùng với những bộ trang sức lộng lẫy và đắt đỏ. Cùng với đó, anh còn khiến cư dân mạng suýt xoa nhờ vào sự xuất hiện của anh chàng vệ sĩ Big Mike với chiều cao hơn 2m và nặng 150kg. Chẳng hạn như dàn siêu xe của Johnny Đặng gồm toàn những cái tên khiến dân tình trầm trồ như Rolls-Royce, Lamborghini đến Bentley. Dẫu vậy, ông vua Kim Hoàng khẳng định mình không có sở thích siêu xe, chỉ là được bạn bè giới thiệu cái này đẹp, cái này tốt nên mua. Ngoài siêu xe, Johnny Đặng thường sử dụng những phương tiện di chuyển xa xỉ khác như thuê máy bay trực thăng du ngoạn New York với Khoa Bóp hoặc check-in trên du thuyền với gia đình. Vương Phạm cũng được netizen gọi tên rần rần, bởi lẽ triệu phú gốc Việt này cũng là một thành viên trong hội bạn thân giàu có đất Mỹ. Theo những chia sẻ trên mạng xã hội, đại gia chiến ít này chung vốn làm ăn với Khoa Bóp trong nhiều dự án. Bên cạnh đó, Vương Phạm còn được tỷ phú kim cương Johnny Đặng khen nức nở, chăm chỉ, giỏi giang trong làm ăn và thành công. Vì vậy mà Vương Phạm giàu có đến cỡ nào chính là điểm khiến hội hóng hớt quan tâm thời gian vừa qua. Một trong những phi vụ được chú ý nhất của Vương Phạm và Khoa Bóp chính là mua máy bay 5 triệu đô, khoảng 115 tỷ đồng. Dù không tiết lộ tỷ lệ hùng vốn thế nào, nhưng chỉ với vụ mua bán này, nhiều người đã phải trầm trồ không ngớt. Ở thời điểm xuất hiện kênh YouTube của Khoa Bóp hồi tháng 6 vừa qua, Vương Phạm là ông chủ một công ty marketing và viết phần mềm quản lý cho tiệm nail, tiệm tóc ở Mỹ. Công ty của Vương lọt top 800 công ty phát triển nhanh nhất nước Mỹ năm 2019, đem về doanh thu 800 đô la Mỹ đến 1 triệu đô la Mỹ một tháng. Ngoài ra, Vương cũng đã mở thêm một công ty xây dựng để mở rộng các dự án bất động sản và xây nhà giá rẻ của mình. Vì muốn thực hiện từ A đến Z các công đoạn, cách đây không lâu, đại gia trại cũng chuyển văn phòng công ty marketing về địa điểm mới do công ty xây dựng thi công. Không phải siêu xe, hàng hiệu hay đồng hồ tiền tỷ, Vương Phạm khiến nhân tình trầm trồ vì những bất động sản triệu đô mà anh vẫn hay chia sẻ trên YouTube. Triệu phú cho biết mình quay clip giới thiệu cho mọi người để chứng minh người thật việc thật, vừa để mời ai có mong muốn đầu tư thì có thể tham gia.